Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Trang Lê Food. Lại là series nấu ăn đãi tiệc và món ăn ngày hôm nay đó là súp tóc tiên. Súp tóc tiên là một món ăn rất giàu dinh dưỡng bởi thành phần nguyên liệu được làm từ thịt cua, thịt gà, nấm, tóc tiên cùng các loại rau củ khác. Với nguyên liệu dễ tìm và cách chế biến không quá phức tạp, các mẹ có thể tham khảo để trổ tài trong đám tiệc gia đình, như là gần tới sinh nhật con mà chưa biết nấu món gì thì đây là một lựa chọn hoàn hảo đấy nhé. Với công thức này thì mẹ xứng đáng được cả gia đình yêu, và đặc biệt các bạn gái nào mà ế lâu năm thì khi nấu xong món này xứng đáng có được 10 người yêu luôn nha. Nghe khoái khoái rồi ha, giờ thì vào bếp thôi nha cả nhà. Đầu tiên thì mình sẽ bắt nồi hầm xương trước nhé. Công thức chi tiết thì mình để ở cuối clip nha. Các bạn có thể sử dụng xương ức gà mình mua ở Bách Hóa Xanh, 2,5 kg là 100k. Mua về thì rửa nước muối, sau đó thì trụng nước sôi và mang đi hầm nước dùng nha. Có hôm không có xương ức gà thì mình mua xương đùi gà cũng được nha. Các bạn mua về cũng rửa sạch, sau đó thì trụng qua nước sôi rồi mới cho vào nồi hen. Mình cắt các nguyên liệu để hầm nước dùng nha các bạn. Hành tây, củ sắn, củ cải trắng, gừng các bạn cạo vỏ cắt lát. Thêm ít hành tím vào cũng được, không thì cũng không sao nha cả nhà. Rồi thì cho hết vào nồi để nấu nước dùng. Bắp Mỹ thì các bạn cũng cho vào lúc này luôn nhé. Mình nấu 2 lần, quay 2 lần để cho ra công thức chuẩn cho các bạn, nên các bạn đừng thắc mắc sao nồi nước dùng khác nhau nha. Nồi nước dùng mình nấu với lửa lớn cho sôi bùng lên thì các bạn vớt bọt ha. Khi hầm xương ức gà có nhiều mỡ thì các bạn vớt bớt phần mỡ nổi lên trên này bỏ đi ha. Vớt bọt xong thì hạ lửa nhỏ lại. Mình nấu bếp từ thì nhiệt độ là 200 độ, hầm thời gian là 2 tiếng và không khuấy, không đậy nắp nha cả nhà. Trong lúc chờ nồi nước dùng thì mình sẽ đi sơ chế các nguyên liệu khác nha cả nhà. Cà rốt thì mình bào vỏ, rửa sạch, sau đó thì cắt hạt lựu ha. Hành lá mình không lấy phần đầu, chỉ lấy phần lá thôi nha cả nhà. Cho thêm ít ngò vào, mình cắt nhuyễn ha. Tóc tiên một bịch như vậy là 50g, 35.000 nha. Tóc tiên là tên gọi của một loại rong nước ngọt, có dạng sợi nhỏ như tóc, có màu đen và hương thơm nhẹ nhàng của mùi rong rêu. Thường được sơ chế ở dạng phơi khô và tạo thành từng búi như vậy nè ha. Mình mua về xé bịch lấy ra cho vào tô ha. Nấm tuyết thì cho vào tô, sau đó thì cho nước vào ngâm khoảng 1 phút là nở rồi. Mình mang đi rửa lại với nước rồi thì mang đi cắt nhỏ nha. Nhớ là bỏ đi phần cùi nấm nha các bạn. Giờ thì mình sẽ mang tóc tiên đi rửa sạch và để ráo ha. Mình sẽ khuấy hỗn hợp bột năng và bột bắp để làm sánh súp này ha. Cân 100g bột năng. Và 100g bột bắp. Để đó chút nữa các bạn sẽ biết sao mình phải kết hợp bột năng và bột bắp lại với nhau mà không sử dụng bột năng không ha. Tổng là 200g bột thì sẽ cho thêm là 200g nước, tỷ lệ là 1:1 nha các bạn. Cho nước vào rồi thì dùng đũa khuấy chứ đừng có dùng muỗng như mình nha, khuấy tới chiều chắc mới tan quá. Khuấy tan xong thì mình để qua một bên nha. Nồi súp hẹn giờ 2 tiếng xong thì tự tắt rồi nè các bạn. Giờ thì mình sẽ vớt bắp và các nguyên liệu hầm ra để lọc lấy nước dùng nha. Thịt ở trong xương ức gà dùng được nha cả nhà. Các bạn có thể tách thịt ra để cho vào nồi súp cũng được luôn nhé. Và nguyên liệu của mình đã xong rồi nè cả nhà ơi. Cua nè, hành phi, hành ngò, tóc tiên đã rửa sạch và cắt khúc rồi. Hỗn hợp bột, nấm tuyết đã cắt nhỏ. Khâu luộc trứng cút và lột vỏ dễ quá nên mình không có quay nha. Cà rốt nè. Bắp thì các bạn vớt từ nồi nước dùng ra rồi tách hạt ha. Trứng gà tách riêng lòng trắng và lòng đỏ ra thành hai chén như vậy nha.
Vài giờ thì mình sẽ đi nấu súp nha cả nhà. Mình lọc lấy nước dùng, nấu sôi lên. Nêm gia vị vào, 2 muỗng cà phê muối, 9 muỗng súp hạt nêm, 3 muỗng súp đường phèn hạt nhỏ, 2 muỗng súp bột ngọt. Các bạn khuấy đều lên cho tan gia vị nha. Sau đó thì mình đậy nắp lại, nấu cho sôi bùng lên ha. Đầu tiên thì mình sẽ cho trứng vào trước nha. Nước sôi bùng lên thì mình sẽ đổ lòng trắng trứng qua rây, cho chảy từ trên cao xuống nha. Đổ hết trứng một lần qua rây thì trứng nổi lên thành từng mảng như vậy nè. Còn nếu các bạn thích trứng kiểu sợi thì đổ từ từ trứng xuống rây thôi ha. Hết lòng trắng thì tới lòng đỏ, các bạn cũng làm tương tự luôn nha. Cho trứng vào xong rồi thì các bạn hạ lửa nhỏ lại, dùng muỗng khuấy đều để làm tơi trứng nha. Rồi thì mình sẽ cho cà rốt cắt hạt lựu vào, tiếp đến là bắp hạt. Rồi thì cho nấm tuyết và thịt cua vào nồi luôn nè. Mình nấu khoảng 5 phút nha các bạn. Năm phút sau thì mình cho tóc tiên vào, dùng đũa khuấy đều một chiều cho tóc tiên tơi ra nha. Các bạn có thể cho trứng vào lúc này như mình, không thì lúc múc ra cho trứng vào tô trước, sau đó thì mới cho súp lên, thì số lượng trứng chia ra sẽ đều hơn nha. Và rồi thì mình khuấy đều lên và thử xem đã vừa khẩu vị của gia đình mình chưa nhé. Và giờ thì mình sẽ làm sánh đặc súp nha cả nhà. Mình khuấy đều hỗn hợp bột năng và bột bắp lên ha. Dùng muỗng khuấy một chiều nồi súp, chiều nào cũng được, miễn là một chiều là được ha. Vừa cho từ từ nước bột, vừa khuấy liên tục để bột không bị bón cục. Cho nước bột vào nồi đến khi đạt độ đặc sánh vừa ý thì dừng lại ha. Và đây mình còn chừa lại một ít bột nè các bạn. Các bạn nhìn nha, mình sử dụng nửa bột năng và nửa bột bắp thì súp của mình sẽ sánh đặc vừa đủ. Còn nếu các bạn chỉ sử dụng bột năng không thì như mình đã nấu lần trước, súp sẽ bị đặc dẻo không ngon đâu nha các bạn. Và rồi thì mình sẽ tiếp tục nấu đến khi nồi súp chuyển sang màu trong thì tắt bếp ha. Nguyên liệu trong nồi súp thì các bạn có thể kết hợp bắp, ức gà xé, nấm đông cô và chả lụa cắt rời cũng được luôn nha. Khi mua thịt cua thì các bạn nên chọn những loại chất lượng tuy giá hơi cao nhưng đảm bảo thịt cua ngon, về chỉ việc cho vào nồi nấu thôi. Trong trường hợp các bạn mua phải thịt cua bị khai thì các bạn phải rửa thịt cua qua nước, sau đó thì pha tỷ lệ 1 nước 1 rượu, rồi cho thịt cua vào ngâm 10 phút nha các bạn, sau đó thì vớt ra và xào thơm như vậy nha. Mình lưu ý các bạn thêm vấn đề này để tránh gặp phải khi nấu súp ha. Cho trứng vào trước sẽ dễ hơn rất nhiều, còn như mình nấu lần trước, cho trứng sau khi làm sánh súp rồi thì trứng sẽ khó ra thành mảng mà súp lại còn bị đục nữa, cho nên là không nên thử cách này đâu nhé cả nhà. Sau khi nấu súp xong thì mình sẽ đậy nắp lại để giữ ấm cho súp ha. Gần đến giờ đãi thì các bạn mở nắp ra, dùng muỗng khuấy đều, sau đó thì múc ra tô ha.
Nồi súp này là vừa đủ 5 tô luôn nha cả nhà. Rồi thì mình sẽ cho hành ngò, hành phi lên trên nè ha. Mình đãi tiệc trung thu cho các bé nên là không có cho tiêu vào nhé cả nhà. Và món súp tóc tiên đã hoàn thành rồi. Một chén súp thơm ngon đầy dưỡng chất cần thiết cho cơ thể với thịt cua, súp có độ sánh và trong, nấm tuyết sực sực, trứng cút bùi bùi, vị ngọt ngọt của bắp, dùng ngay lúc nóng. Món này phải vừa thổi vừa ăn mới ngon. Nhất là buổi tối trời mưa rả rích, có tô súp nóng thưởng thức là tuyệt vời. Ngon hơn nếu các bạn rắc thêm một ít tiêu xay, nước tương và chút giò mè sẽ làm cho chén súp trọn vị hơn đấy nhé. Vừa rồi là cách nấu súp tóc tiên ngon, bổ dưỡng mà Trang Lê Phúc muốn chia sẻ cùng bạn. Mong clip này sẽ giúp cho chị em có một công thức nấu súp thơm ngon để chiêu đãi cho gia đình và bạn bè nhé. Chúc các bạn thành công. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip sau nhé. Bye bye.